ghê không? Ok. Nàng kia dụ cho chàng cái ghê không? Hai anh chồng đi đi tìm hiểu bạn tình chưa? Có lẽ sao em qua chạy dụ chị vợ đúng không? Đi cầm cái quay đi. Cái này cầm cái quay nè. Anh không, anh thiệt. Nắng lắm mấy bạn ơi. Thôi, đó thấy chưa? Che xấu quá à. Ta che xấu quá à. Che gì đâu mà. Hơi khó nha. Nghe chồng đang leo thang trên biển mà. Quen dọc với mấy bạn coi. Tụi mình bây giờ tụi mình tới một địa điểm mới vậy các bạn. Chưa bao giờ xuống đây luôn. Rất là đẹp luôn nha. Mùi gas quá. Mùi gì vậy? Tàu á. Mùi dầu á, mùi dầu của tàu. Nhìn. Ôi đẹp chưa? Nice. Xuất một cảnh nha. Quá trời con gì quá trời, con này mùa nông hết vậy? Bồ nông á, gọi bồ nông á. Đã không, đẹp không, có đẹp không, tàu không? Ôi mình đây. Cá không? Đẹp quá vậy ơi. Lúc kết bầu trời xanh thì có nhiều người chơi lắm kìa. Biết là nhà người ta vậy? Nhà giống như người ta cho mướn á. À. Tao zoom cho bạn coi nè nha. Họ đang chơi kìa. Covid nha, Covid diễn đàn chơi nha. Mấy ngôi nhà kéo sát bên thấy không? Wow, mấy ở đây là chỗ người ta cho mướn vậy ha. Ừ. Khu nhà này họ cho mướn á, mình cuối tuần cái họ ra họ mướn 2-3 ngày họ chơi vậy đó. Họ kéo tàu ra. Ừ. Mình quên mang tàu, tiếc quá. Ồ, đẹp chưa? Trời ơi. Nhiều cảnh luôn ha. Hôm nay mình khám phá nhiều cái thú vị lắm nha các bạn. Ồ, nice. Chỗ chơi nữa nè. Cho nít. Hai bên là biển nha mấy bạn. Mình đang đi ở chính giữa là cái island thôi. Ở hai bên là biển. Thấy gì ở đằng sau luôn không? Ra quay biển với bạn coi nè. Cháu
Vâng. Đấy rồi. Ta đứng câu cá. À. Người đứng câu cá. Wow, đẹp chưa? First time mình đi nha. Đây first time mình đi chỗ này nha. Quay cho bạn coi nè. Thấy người Việt Nam không? Việt Nam. Dạ, như tiếng xôi vậy. Ồ. Đẹp quá. Nice. Sẽ có cần câu con bỏ xuống đi. Trời ơi, nãy mình quên nữa. Mình đi. À, mình đi ra cho đã, còn quên chiếc tàu các bạn. Trời đất ơi. Hai chồng đi cho đã rồi cứ còn quên chiếc tàu. Bây giờ phải đi bộ nè. Trời đất ơi, thiệt tình. Ở đây gió rất là mát nha. Quá đỉnh luôn, vợ mình thích vô đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn á. Sáng tạo không? Mang vô đồ dữ dội không? Đây là sáng tạo luôn. Rồi, cái chỗ này người ta đi vô tàu thì ông xã quay qua cho mấy bạn coi đi. Sao? Đó, họ chứ tàu à. Họ đi tàu lên đấy vậy? Họ lên tàu á vậy? Họ đang lên tàu á. Họ lên tàu rồi, ô. Vừa lên, đứa người lên người xuống rồi vậy? Người lên người xuống kìa. Đấy, quên. Ra tới đây quên chiếc tàu. Next time phải mang tàu đây đó. Ở đây cũng có tàu nè. Ở đây có tàu này vậy. Wow, nice. Đúng không? Đó, người đẹp đó nha. Đi đâu mà bển vậy? Đi đâu mà bển vậy? À. Really? Câu họ câu chờ chạy đâu ngoài họ câu á. Đi lên lên tàu đi ké đi. Xin lên tàu đi ké đi. Lên tàu xin đi ké đi. Đẹp dễ sợ hả? Cái này nhà treo cờ Mỹ luôn không kìa, cờ Mỹ, cờ Texas kìa. Ôi, đẹp chưa? Cái cầu này dài lắm nha mấy bạn. Hai chồng mình đi cầu này là cũng nhiều lần, đẹp lắm á, rất là đẹp luôn. Mà mình đứng muốn thắng là dưới cầu mình quay á, mà mình sợ người ta chửi mình á, không dám quay. Con nào có cua hả? Sao có biết đâu? À, cái chỗ con cua mình không biết chỗ nào, lâu không nhớ nữa. Cái nhà đó là nhà con cá các bạn, mấy bạn phải trả tiền mới được vô nha. Trả tiền xong rồi đi đằng sau là cái chỗ người ta con cá đó. Mình không câu thôi, hình như tạm đứng đây chụp cá vậy. Hào nhiều không? Ờ, vợ nói dưới được có hào nhiều các bạn. Nhiều lắm luôn á. Hào nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Wow, cool. Đó, hào à. Quá trời hào. Ít nhất là 100.000 người hôm nay nha các bạn. 100.000 người đang ở biển nha các bạn. Đông lắm, cái này là một phần nhỏ của biển thôi. Còn mình chưa đi, mình mới đi một khu nhỏ của biển thôi. Mình có dịp nào mình cũng muốn mướn ở đây nè mấy bạn. Nhìn ra biển, coi mọi người đang ngồi trước kìa, thấy không? Vui ghê không? Ok, đây là cái chỗ mà dùng đất
ngay biển á, mà dùng để cho những cái chiếc xe mà OV là cái gì mấy bạn biết không? OV là cái nhà đó mấy bạn. Xe mà cái nhà đó mấy bạn. Ở đường này mấy bạn thấy người ta ở nhiều không? Cái này người ta không cần mướn khách sạn mấy bạn, người ta chỉ có mướn cái xe này xong rồi vô đây mướn cái đất. Là về già là tụi mình mua chiếc này nè. Mua chiếc này xong rồi mình mỗi lần mình đi biển á, mình sẽ đậu kiếm mướn cái chỗ vậy mình đậu nữa mấy bạn. Mà chiếc nhỏ thôi, một cái chiếc này bự lắm, cái này còn 2-3 phòng á. Quá trời đẹp luôn. Một chiếc xe như vậy 100 ngàn nha. Người ta không có mua đâu, đĩ này tao mướn không à. Nhưng mà nhiều người muốn mua thì khoảng 100 mấy 200. Có điện luôn kìa. Thì cái chỗ mướn á đi, nó có ở dưới cái có cục điện. Hiểu giờ nói không? Đi mướn á nó có chỗ cục điện. Nắng quá. Mình không có đem đồ để mà dụ đồ này kia đó, nắng quá. Mình có làm món xôi mấy bạn, xôi với lại trứng cuộn với chả lụa. Giống như Việt Nam đi biển là ăn xôi. Với lại mình có 2 ly nước. 2 ly nước. Wow, rau với cái... nước xoài. Ok mấy bạn ơi, mình định là đem đồ ăn xuống biển ngồi ăn để mà chơi, nhưng mà bây giờ cũng chiều rồi mà người còn đông quá cho nên tụi mình không có xuống được, tụi mình phải đành đi về mấy bạn ơi. Ok, bye bye, see you.